mọi người ạ. Sông Tây Nguyên mùa này mưa khiếp luôn. Mấy đứa nhỏ tắm mưa, chạy ra tắm mưa. Chạy ra lượn vòng cái nào. Đó, sông Tây Nguyên mình là mùa nào cũng mùa này là ngày nào cũng mưa mọi người ạ. Không mưa buổi sáng thì mưa buổi chiều. Không mưa buổi chiều thì lại mưa buổi trưa. Đó. Không mưa buổi trưa, buổi chiều thì nó lại mưa buổi tối, khổ vậy đấy. Đó, nhiều khi đi làm anh video ở ngoài là tàn của anh em ướt đẫm xong rồi không hoàn thành được video là đi về luôn đấy. À, trời mưa trong Tây Nguyên này. Trời trắng trời luôn này. Sợ mưa cả tiếng rồi mà chưa tạnh luôn này. Đấy, trời mưa gió lại hôm nay xuống nhà bà nội. Tại vì dưới nhà bà nội này có một cái lá rất là đặc biệt. Mà hôm nay mình muốn làm cái món này để đãi anh Hiệu này. Em là thấy anh cắt chanh thì chắc là ôm ngén thì sao mà cắt chanh với anh Hiệu. Đúng không? Chưa gì mà chưa ăn cái gì đã ăn chanh này em nghi lắm rồi đấy nha. Vậy thôi đùa các bạn. Ê, hôm nay hai anh em loay hoay đi mua được ít cái này gọi là khâu đuôi hay là nhiều người gọi là thú linh, nhưng mà mình gọi là thôi khâu đuôi. Thì mình mua 3 cái, nó nằm tầm ký hơn ký. Hôm nay mình làm cái video đặc biệt cho các bạn xem về cái món canh để đãi anh Hiệu các bạn nha. Trước khi làm đồ, món canh đó thì mình anh Hiệu làm sạch sẽ cho nó không còn hôi nữa. Đấy, làm cái nước trong này mùa mưa, cả ngày mưa. Có muối này, muối trong lát là lộn nha. Đúng rồi. Hôm nay chiều đãi anh Hiệu cái món càng thum thúm càng ngon anh Hiệu nha. Em bảo đảm anh chưa bao giờ anh được ăn cái món này hết đấy. Món này chỉ có quê em mới có thôi. Quê em á cứ nói là ăn nó phải chung chúm, mùi mùi nó đậm chất, nó vì uống ly rượu nó mới ngon được. Hai bác bóp kỹ quá còn đâu mà thum thúm được nữa. Còn món khác thì hướng trước thì hơi vấn đề, nhưng mà cái nói vậy thôi chứ đó là ngày xưa thôi chứ bây giờ phải làm sạch sẽ. Anh em còn phải lược ra làm cho hết mùi. Để làm cho nấu cái món canh này thì nó hơi kỳ công một xí. Nhưng mà thực sự là cái món canh này không phải ai cũng biết đâu các bạn ạ. Mọi người xem để biết hôm nay cuộc sống công nguyên chiêu đãi anh Hiệu cái món canh gì nha. Anh ăn là nhớ đời luôn đấy. Ăn xong rồi lần sau là Hiếu ơi anh không dám ăn nữa. Anh Hiệu nhỉ. Đàn gà họ mưa xong chạy lên đây đứng. Để phong gà này ăn ngon lắm. Gà thả vườn đấy. Đây mình ra cái vườn này mình hái một ít lá này. Cây đây các bạn. Ấy chà, tốt chưa. Cây này mang từ ngoài quê vào trồng đấy. Hái một mấy lá ở dưới này thôi. Chứ trên kia cáo quá, không trèo lên được. Đây các bạn này, cái lá đặc biệt của ngày hôm nay để tạo nên cái món canh ngon này. Bây giờ giật cái chỗ này xuống. Anh bảo là gì? Đố bác ấy. Em không biết mí cho anh đâu. Đến lúc anh ăn này anh mới biết được cái món canh này của quê em. Thì anh cứ tưởng tượng cái đó là lá độc vừng đi. Nhưng không phải lá độc vừng đâu. Lá độc vừng thì ăn sống nha anh. Cái lá này đặc biệt lắm. Đấy, anh rửa sạch đi lát nữa băm nhỏ cùng với lòng cho em. Cái cây to lắm anh, cao lắm. Mà may có cái cưa cái nhành dưới ấy. Nó mọc lên nó lấy được ấy, chứ không phải lấy que chọc ấy. Cái lá này thì thực ra là hôm nay mình em lấy cũng hơi non lắm. Chứ còn lá càng già nó càng ngon.
càng già nó thơm. Này có hai loại, một loại bánh té với là một loại đăng cưa nữa. Hay sợ đó là lá xà cừ. Xà cừ ăn lá xà cừ cho toi ấy. là cái nhà có cây xà cừ nấu nước lên để trừ ghẻ ngày xưa ấy. Khi mà thuốc khác chưa có ấy, em nghe bà nội nói là nấu nước lên xong tắm là trừ ghẻ. Chả biết đúng hay sai mà các cụ ngày xưa trừ ghẻ mới cái lại gì khác là lá bạch đàn. Bạch đàn nữa. Bạch đàn lá vàng đúng không? Mấy cụ ngày xưa nhỉ, toàn cái thuốc dân gian nấu lên tắm dừa cho trẻ con này, trừ ghẻ không à? Thuốc trang là ngày xưa làm nhiều thuốc. Cái thời kỳ anh em mình là đã hứng chịu khổ rồi. Nhưng mà như thế là vậy. Nhưng bây giờ khoa học rồi. Bị ghẻ phát là lên cứ đép bôi vào khỏi ngay. Ê. Không, trong bộ đội còn bị ấy. Đi bộ đội là anh nào đi bộ đội là cũng hay bị ghẻ lắm ạ. Đi bộ đội đa số bị hắc lào. Hắc lào với ghẻ. Nhiều xả càng ngon. Chừng đó 4-5 cây thôi anh. Nhưng mà cái món này là anh phải băm xả nhỏ nhá. Chứ anh băm to là dối là ăn không ngon mấy. Cái này nhỏ chưa? Đó, anh như vậy là được. Hôm nay em cho anh Hiểu ăn món này, anh Hiểu nghiền thôi. Cái này mà uống rượu sướng lắm luôn. Chắc chắn anh Hiểu chưa bao giờ được ăn cái món canh này. Món này là món khách đặc biệt em mới làm ấy. Đấy, anh băm nhỏ ăn nha, sạch sạch thân nhỏ luôn. Ớt sao? Rồi, anh bỏ cho em 3 quả. 5 quả. Tí này, từ lát nữa chiêu đãi anh mà cứ phải cho cay nên anh không ăn được ý. Thật nó giữa này nó cũng không cay lắm đâu, nó the the thôi mà. Đấy, cứ món này có phải nhiều ớt thế này các bạn ạ. Không ăn được, mình tiếp anh Hiệu mà. Anh Hiệu không ăn được, mình lại được ăn. Lá đó, anh băm hết cho em. Lá xà cừ. Cả lá xà cừ đấy, món lá này. Đến lúc nào anh ăn xong em mới tiết lộ được cái món lá này là món gì. Thế bây giờ em không bao giờ tiết lộ cho anh biết đâu. Đấy, vị gì đắng lá xà cừ thì đắng như gì á, lá xà cừ nấu canh mà lại này. Anh cũng nghiến nhỏ cho em. Nhưng mà cái món này biết không, nấu với cái khâu đuôi này là nó ngon nhất. Chứ thực ra là cái lá này ấy, anh nấu với thịt bò cũng được, anh nấu với gà băm nhỏ cũng được, nhưng mà để mà nó ngon nhất, có vị béo nhất là phải lá đó, là khâu đuôi. Đấy, thấy chưa? Cái lá này có vị nó hơi đắng đắng đấy mọi người này. Hôm nào em trả lời làm cái món này cá hấp bằng cái lá này để cho anh Hiệu ăn, nó ngon lắm. Thành nhỉ? Thành làm gì mà? Đấy, băm hết cái khâu đuôi cho em. Đấy.
biết vì sao mà nói với khâu đuôi này có cảm giác nó ngon không? Thì nó béo béo ấy. Và cái món canh, đúng rồi, mà có món canh này nó cần đồ ngậy. Thế như vậy là phải có cái khâu đuôi này. Thế mà nó nấu gà cũng được, nấu thịt bò cũng được, nhưng mà nó không có bị béo là nó không có ngon. Nó không có ngậy ngậy cái món canh này. Món canh này nó càng ngậy càng ngon. Và các cụ ngày xưa là nói nó phải thum thúm nữa mới ngon. Thum thúm bây giờ là chịu nước. Thế đó, bác Hiệu hôm nay làm sạch quá mà. Một kỹ thuật này các bạn nha. Thì cái gia vị thì nó đơn thuần thôi, nó gồm có mắm tôm, mẻ, bột ngọt, muối, bột nêm, bỏ hạt tiêu bắc cũng được, không bỏ cũng được, tại vì trong này nó rất là nhiều ớt rồi. Nhưng mà hôm nay muốn cho anh Hiểu anh ăn le lười mà ớt luôn thì cứ bỏ thêm xíu đó. Đây, cái mẻ này mình không có lọc các bạn nha, bỏ trực tiếp vào luôn. Đấy. Bác Hiệu là hết nhiệm vụ rồi. Cái món này để gia truyền nhà, gia truyền dòng họ nhà em nấu cho. Bỏ thêm nửa muỗng nữa. Cho cứ cho tiêu bắc vào nó bị thơm. Có chứ, phải cho vào chứ. Cho vào cho nó cay cho anh không ăn được chứ. Bỏ cái mỡ cái mắm tôm cho nó thơm. Chúng ta cũng không nên bỏ nhiều quá cái mắm tôm các bạn nhá. Nếu mà chúng ta bỏ nhiều quá là cái món canh của mình nó sẽ gắt cái món canh lên. Ở chừng này là được, là khoảng 2 muỗng như thế này là được rồi. Rồi bột ngọt. Cái mình gia giảm cái này nó không có theo một cái công thức gì đâu các bạn nhá. Chẳng qua là theo cái gia đình nhà là ai ăn như thế nào thôi. Chứ còn nếu như các bạn mà muốn ăn đậm hơn thì chúng ta bỏ thêm ít nhiều muối và nêm, còn nếu như chúng ta mà ăn nhạt hơn thì chúng ta bỏ ít thôi các bạn nhé. Mình lấy ít muối, mình bỏ ít muối thôi thì chính vì bỏ mắm tôm nên mình bỏ ít muối cho các bạn nhé. Nhạt thì còn chữa được chứ mà mặn khó chữa lắm. Rồi bỏ bột nêm vào, ăn một ít bột nêm vào. Đấy. Mình bỏ một ít hạt tiêu bắc các bạn nhé. Mình lấy nét cho các bạn xem. Đấy, bỏ ít hạt tiêu bắc vào. Rồi, cho nó cái hương vị nó mùi nó khác luôn, nó thơm hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ quấy đều nó đây. Để ướp khoảng 30 phút là mình sẽ nấu. Mùi mẻ mắm tôm thơm lắm mọi người, sực lên sọc lên thơm lắm. Thời gian nấu đã tới, ướp cũng phải được 30 phút đó mọi người ạ. 30 hơn 30 đó đấy. Trời ngoài trời vẫn cứ mưa cả chiều vậy. Đấy, để ướp dán thêm mấy quả trứng ăn cơm. Đây, bây giờ mình sẽ nấu cái món canh đặc biệt ngày hôm nay. Này cứ phải xào qua đi mọi người nha, xào qua nó săn lại thơm quá. Thành lo rồi không ăn món này đúng không Thành? Hôm nay cậu lại đạo diễn lại cái món này cho Thành mà ăn nha. Đái bác Hiệu. Món này cứ phải nha, xào cho nó săn lại, ninh nó lâu lâu một xí mọi người ạ, thì nó cái món nó mới ngon được. Đấy, các bạn thấy hấp dẫn không? Nó phải xê thế này, cứ ninh cho nó mềm, thật là mềm cái lá này các bạn nha. Đổ một lúc nữa,
lúc nào mới được. Mà. Thơm lắm các bạn. Ừ. Để xem nào. Còn ngay cây cay và ớt. Sướng lắm. Ngon quá, ngon các bạn. Ai lại mời mọi người tiếp đãi bác khách quý Bác Hiệu và cậu Duyên. Món đặc biệt ngày hôm nay đó là món cái món canh khấu đặc biệt của mình ngày hôm nay các bạn nhá. Gọi là quê mình gọi là cái món lá đắng này, canh lá đắng, canh khấu rất là đặc biệt luôn mọi người. Cậu là đắng cay cuộc đời là không xài đúng không? Đúng chưa? Đó. Này uống rượu bia ngon lắm mọi người ạ. Cả đi ơi. Đấy, cháu chín đẹp không? Cháu chín đẹp chưa? Đấy, được đây này. Thịt này, đùng gà này. Lắm quá này, gà này, thịt này. Lắm món quá đó. Đó. Đây. Nhưng mà cái món này vẫn là ngon này. Đấy, món này là ngon nhất này. Đấy. Thì coi đó. Yo. Ôi, tin nhiên vô hả? Yo. Ui chà. Sướng. Cậu cháu mình cũng vô. Này. Rồi, tôi đấy, khui bia. Đặt thiếu cái ly. Rồi đây cậu. Đâu ly nhiều mà. Rồi thôi mày cầu đi, làm non bia để chứ. Rồi mày không ăn nữa. Thằng này thử á. Mọi người. Không phải mời bác Hiệu một ly. Ăn từ từ thôi. Thì cái món này hơi sốc tí đấy. Anh ăn đi. Hương vị nó khác hẳn này. Rồi cho mời bà ăn cậu đi. Rồi anh vừa ăn cho cái cảm giác thế nào. Tuyệt vời. Đắng, có đắng ăn được không? Thấy lạ không? Bé, từ bé đúng không? Thì em đã nói rồi. Cái món này chỉ có quê em mới có thôi. Đắng đúng không? Đắng cay, nó cái món này nó phải đắng cay như vậy đấy. Đúng rồi, đắng cay còn buồn. Ngon phải không? Uống rượu bia sướng lắm. Đây, mình mời mọi người nha. Cái món lá đắng này. Ôi trời ơi, ngon lắm, nóng hồi luôn. Cái món nó là nóng. Nhô. Mời cậu. Mày à? Hết luôn cậu. Đấy, ôm lon rồi. Cậu cháu mình ôm lon. Không đái. Quá trời ơi, ngon quá mọi người. Đây, mời mọi người nha. Ngon ngon ngon. Chiều mai nhanh không hết này. Trời ngon quá. Đi ăn em đi. Ăn được không? Không ăn được. Ngon quá mọi người. Đồ mà thích ăn lắm. Nhà em là ai thích ăn cái này không? Nào anh đi ra rồi. Vô. Cùng đi cái nào. Yo. Đắng nhưng mà nó lại ngọt trong miệng. Yo. Lúc trước là ngọt. Đó chị múc thêm tô nữa còn có tí nữa đó. Món này ngon quá. Cái món này nhà em rất thích ăn. Lần nào xuống Sài Gòn á, ta có cầu biết không? Mang cho mấy anh Tư ấy, cầm bi. Bao luôn, không ta đi bao. Quê em thích lắm. Quê rồi là không được cò lại. Cò lại là buổi sáng cơ vậy nữa. Cái món này uống rượu uống bia sướng lắm anh, rất là rượu ấy. Ngon. Nó đắng nhưng mà phải cay. Nấu bia này cái khấu này đó. Và nó mùi nó cái lá này là lá đắng thôi. Quê mà là lá đắng thôi. Chứ chẳng biết là tên nó là cái gì đâu. Ăn một lần mình quen là cứ ăn. Cây này là cây nổi tiếng là quê em mà. Phải mua thì bắt vào được cậu nhỉ. Cái trong này được có không? Cầu của người quê em nhưng mà lại cầu lại không ăn cay, chứ nên mà là món này cay đắng là cầu ngoan, là đắng cay cuộc đời ấy. Là cái số thì mời mọi người ăn nhà ngọt ngào thôi, em uống thì thích đắng cay là cái món
À, mẹ ơi cho con một cái môi, con múc có món bánh đắng ăn con hơn. Ngon quá. Đấy, xuống nhà bà nội là cứ ngon lành cành bơ thế này, chiêu đãi khách quý cậu với lại anh Hiệu cái món canh khấu này nữa, gọi là canh đắng. Đây, mọi người ơi, ngon lắm. Mấy đứa bay ngồi xuống này đi. Ớt này. Trời mưa mà ăn này thì thôi chứ. Đúng rồi. Nó cay cay nóng nóng á. Có cái mùi. À, bác Hiệu khoái khẩu rồi. Đọc vào lại. Ngon quá. Nó này bán nóng. Vừa có là mình hầm lên. Mai có cái tô lò cái à, lần đầu tiên được ăn nó đúng không anh Hiệu? Vẫn ngon nha. Đó, gia đình nhà cuộc sống không yên đó mọi người ạ. Lại xuống Hà Nội chơi. Và video chiêu đãi anh Hiệu khách quý của mình. Một canh khấu này cũng xin kết thúc tại đây các bạn nha. Và rất mong là các bạn ủng hộ hai anh em.